Nhi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Network và chào mừng quý vị đã đến với chương trình Những Món Chay Ngon cùng với cô Bích Thủy ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn là trước thềm năm mới thì với những món ăn đa dạng, độc đáo và phong phú, đặc biệt là những món ăn chay luôn là một trong những điều đặc biệt và thú vị của phong tục tập quán Việt Nam, cũng như là đặc biệt là trong bếp của chính căn nhà của quý vị. Và ngoài ra thì ngày hôm nay cô Bích Thủy sẽ là một lần nữa hướng dẫn cho quý vị khán thính giả thêm một món ăn mới. Và món ăn này sẽ rất phù hợp cho gia đình của chúng ta đón chào năm mới, có phải không thưa cô? Dạ đúng. Bích Thủy xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network đến với chương trình Những Món Chay Ngon của Bích Thủy. Xin kính chào quý vị. Để trả lời Khuê Nghi thì hôm nay cô nghĩ tới cái mùa sắp sửa New Year của mình, mà gọi là New Year Eve và Countdown. Thì cô nghĩ nhà nào cũng có những cái party nho nhỏ cho cái đêm 30. Thì cô nghĩ ra một cái món mình gọi là appetite, là muốn ăn khai vị. Mình có thể vừa ngồi ăn vừa countdown chờ cái đó mùa năm mới. Dạ đúng rồi. Hôm nay đó cái món chính của nó là cái củ cải này. Nếu mà không có cái củ cải này là mình không có làm được gì hết quý vị. Và cái trái lemon này cũng là cái món chính của nó. Nếu không có nó thì cũng sẽ ra thành hình gì hết. Thì bây giờ là bắt đầu là cô sẽ bắt đầu làm. Thì Khuê Nghi sẽ thấy lý do tại sao mình cần cái củ cải này. Nếu mà thí dụ như mình không xài cái củ cải này, mình có thể xài một cái trái cantaloupe, trái dưa hay hoặc là mình có thể xài trái khóm. Nhưng mà khóm thì nhiều khi nó có những cái mắc thì khó làm đó. Thì khi mà cô nói vậy thì Khuê Nghi cũng chưa có hình dung được. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình bắt tay vào làm đi ha. Dạ đó. Mà phải cần con dao thật là bén thì nó mới tốt. Xong rồi đó thì mình mới cắt anh hép, mà đừng có cắt mà phân giữa quá. Mình từ từ mình cắt chậm chậm ha, mình cắt cho tới khi nào đó. Vậy là mình sẽ cắt khoảng 2/3 thôi. Đó rồi mình bỏ cái khúc này ra đó. Thì nếu mà mua được mà chọn được mà cái đuôi như vậy thì rất là hay đó, khó kiếm lắm nha. Rồi thì bắt đầu bây giờ là mình phải bào cái vỏ trước ha. Rồi bắt đầu mình bào cái vỏ. Cái món này là quan trọng là cái củ cải này nó là của chính của cái món này. Nếu mà mình không có cái này là mình không làm gì được hết. Rồi bây giờ bắt đầu là cô bào cho nó sạch sẽ. Mình làm cái món gọi là món khai vị đó Khuê Nghi. Thì Khuê Nghi có thể lựa chọn những gì Khuê Nghi thích. Thí dụ như Khuê Nghi thích ăn cái trái olive oil này, Khuê Nghi có thể mua. Còn cái này là cái củ cải nhỏ đỏ gọi là radish. Mình có thể ăn nó rất là giòn và cũng rất là ngon. Mà có thể nếu mà Khuê Nghi ăn không cũng được, hoặc là mua dressing dip với nó cũng được. French hay là ranch dressing cũng được. Đó. Rồi cái này là gọi là cornichon, mà gọi là baby dill, cái dưa nhỏ đó. Dưa leo nhỏ. Nếu mà mình ăn cái này á thì ăn với chi thì rất là ngon, rất là hợp khẩu vị với nhau. Và nếu mà Khuê Nghi ăn với sốt xịt thì rất là đúng với nó. Cô ăn chay thì cô không ăn cái đó. Thì cô thử những cái đó bằng những cái cải lụa chay cũng chưa tính chay cô làm. Rồi cà thì tất nhiên mình phải có cà. Thì cà đủ màu cũng rất là tốt. Rồi mình có thí dụ thêm food thì cantaloupe hay là hành điêu hay hoặc là strawberry, những cái gì mà Khuyên cái thích Khuyên có thể để vào. Như vậy là quý vị khán thính giả nếu mà ở nhà cũng như là đi chợ mà thích bất cứ một cái loại thực phẩm nào cũng như là rau củ nào thì mình có thể chuẩn bị cho món này. Đúng rồi. Rồi còn đây là trái chanh này rất là quan trọng. Bây giờ là sau khi mình đã làm cái này sạch thì bây giờ bắt đầu mình lấy trái chanh thì mình cắt cái trái chanh ra làm hai. Rồi cái mình cũng cắt ra phân nửa như vậy. Trái chanh thì cắt phân nửa. Cái trái chanh này đó là Khuê Nghi nhớ đó, là khi mình đi mua cũng vậy, Khuê Nghi nhớ là lựa cho có cái hơi ra cái này như là cái nấm. Để cũng như là cái này là cái mũi của nó. Rồi đó là như vậy ha. Thì bây giờ bắt đầu khi mình làm đó thì cái chỗ này nó hơi nhọn thì Khuê Nghi mình tỉa xuống cho nó hơi bầu chút xíu chỗ này để mình làm việc nó dễ. Đó. Từ từ rồi Khuê Nghi sẽ thấy cô làm gì ha. Đây cô làm cho nó bầu xuống chút xíu. Rồi mình và bây giờ là mình không có cần phải cái thớt nữa. Bây giờ cô chọn cái dĩa này
cô chọn cái dĩa này để làm nó. Dạ. Ok. Mình khi mình làm thì Khuyên đi coi lại coi cái nó như thế nào, thì mình muốn nó cái này nó dài cũng được, muốn nó ngắn cũng được. Dạ. Tùy theo ý mình ha. Dạ. Rồi bây giờ cho cô phép cô lấy cái thước xá. Dạ. Đây là cái dĩa mình chọn khi mình làm đó, thì mình chọn cái dĩa này. Dạ. Bất cứ dĩa nào nếu mình thích mình chọn cái dĩa đó. Thì Khuyên nhớ là vậy ha, thì trước hết á là mình cho hai cái cây này nằm ở hai dưới cái đây. Cái tâm cô hai hả? Cái tâm. Mình xỏ vào đây. Dòm dạ. Nha. Dạ. Đó, mình xỏ qua đây trước. Đó. Cái này thì mình làm từ từ, đừng có gấp quá ha. Dạ. Rồi bây giờ mình cho hai cái này đâm vô đây cho nó dính vào. À. Trước hết. Dạ. Rồi cái đó là cái phần của mình. Bắt đầu là thấy, Phiên nghe thấy rồi ha. Dạ. Rồi. À, thấy có vui hình không? Như thấy là đây giống như là cái đầu rồi cái mình, cái đuôi phải không cô? Đúng rồi. Rồi bây giờ đó thì bắt đầu mình làm, thì bây giờ cái đầu tiên đó thì mình có thể mình làm cái những cái trái cà nhỏ trước. Dạ. Thì Khuê Nghi cho những trái cà. Bắt đầu Khuê Nghi mới cho nằm vô đây. Nằm sát xuống. Cái ha. Dạ. Từ từ cái rồi mình cho xuống. Cô ha. Dạ. Khuyên Nghi có thể xỏ cho cô rồi cô tiếp tục ha. Khuyên Nghi để vô từ từ. Đó, để lên. Dạ. Đó mình làm sát vô để cho người ta không thấy ở dưới là cái gì. Đó, rồi Khuyên Nghi tiếp cô là cứ mình dạ. Cứ tiếp tục mình làm vô. Dạ. Sát rồi. Rồi tiếp tục. Mình cứ tiếp tục ghim nó xuống. Ghim tới chừng nào mà hết thôi. Dạ. Rồi Khuyên Nghi sẽ thấy là cái hình gì đây. Chứ là con giếm phải không? Ơi sao nói sớm vậy? Rồi mình đã thành hình chưa? Bây giờ Khuyên Nghi nghĩ là mình còn thiếu cái gì? À, dạ nếu mà là một cái con gì đó thì chắc khoảng phải có con mắt với cái mũi. Đúng. Đó thì Khuyên Nghi thấy không? Phải có cái đuôi của nó. Ha? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ đó thì khi con mắt đó thì Khuyên Nghi canh cho đúng nó ngay. Dạ. Ha. Rồi thì mình khi mà có cái mũi nó ngay như vậy đó, ráng cho con mắt nó vào đây, hai bên cho nó bằng nhau để không thôi. Con mắt hai bên nó lại bị sao le cô. Đó, thì mình kẻ cái đường để cho nó ngay chút xíu. Dạ. Đó thì mình khoét cái lỗ chút xíu cho đây. Rồi con mắt mình đây. Rồi. Đây là cái hộp tiêu. Dạ. Thì Nghi chỉ ấn vô thôi. Đây thưa quý vị, mình đã xong cái món khai vị mà gọi hình con nhím không cô? Hình con nhím. Khuyên Nghi thấy con thấy thế nào? Dạ vâng thưa quý vị khán thính giả, như vậy là lây hơi một hồi thì cuối cùng thì con nhím của mình cũng vừa có mắt, có mũi, có đuôi, rồi có rất là nhiều màu sắc, không có giống như trong sở thú nha quý vị. Trong sở thú chỉ có một màu thôi, đó là màu xám hoặc là màu đen, còn con tím này thì lại là đầy đủ màu sắc mà còn ăn được nữa. Và vâng thưa quý vị khán thính giả, Khuyên Nghi cũng rất là hy vọng quý vị sẽ thành công với món ăn này, và đặc biệt là trong dịp lễ New Year sắp tới cùng countdown với gia đình và cùng thưởng thức một ly rượu vang trên tay và thưởng thức món ăn này. Và một lần nữa thì Khuyên Nghi cũng rất cảm ơn cô Bích Thủy đã đến đây để hướng dẫn cho Khuyên Nghi cũng như là quý vị khán thính giả món khai vị hình con nhím. Khuyên Nghi thấy có cái đuôi không, không dễ gì cái đuôi này nha. Dạ. Thưa quý vị, và Khuyên Nghi, Bích Thủy rất cảm ơn đã theo dõi chương trình Những Món Chay Ngon của Bích Thủy vào hôm nay. Hy vọng rằng sau khi quý vị theo dõi chương trình này sẽ làm được món khai vị con nhím trong gia đình cho buổi New Year Countdown của mình. Và xin kính chúc quý vị một năm mới đầy niềm tin và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.